Đón coi bữa nay làm gì? Một phần là ai cũng biết, một phần là thử lần đầu tiên. Đây, mình có chuối Mỹ, mình chiên chuối, nhưng mà thêm cái này nữa. Một tí nữa Mel sẽ chiên sẽ dầm cái dâu. Bây giờ là ở Mỹ đang là mùa dâu, đầu mùa dâu cho nên dâu rất là ngọt. Thì là sẽ thử như vậy nha, dầm cái dâu này ra rồi mình trộn chung với bột, cái bột mà mình hay dùng để chiên chuối đó, để coi coi nó có ngon không. Dâu, chuối, chuối phải thật là chín nha. We're making fried bananas today and fried strawberries. I've never had the strawberries fried like how I used to fry my banana, but we will test it out today and see how good it is. Must use extreme ripe bananas. Chuối phải thật là mùi mới là ngon. Trước hết mình phải sắc cái dâu mình nó nhỏ nhỏ ra, để mình tí mình lấy cái nĩa mình dăm nó ra đó. Cái dâu này á, là lần đầu tiên mang sẽ chiên thử cho nên không có làm nhiều, làm một chút thôi. Lỡ như ăn không ngon thì giúp mình cũng không có bị mà phí bỏ nó nhiều quá, cho nên làm ít thôi. Lựa cái trái nào thật là chín mình sắc nó nhỏ ra trước, về đến tí mình dầm nó cho nó dễ thôi. Rồi đó, Mel dầm ra rồi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên chiên cái kiểu này cho nên cũng không biết là mình có nên lấy cái nước này không, nhưng mà thôi để luôn, để luôn. Rồi bây giờ Mel bỏ mà cái bột, cái đường bột đó vào trong đây nè, như có chút xíu quế cho nó thơm. Cái đường bột này nó không có ngọt lắm, nó chỉ là để nó dịu lại chút xíu, với nó làm cho hơi sệt sệt nè. Để một lát nữa mình bỏ vô trong cái bột mình chiên cho nó này, cái nước này nó hơi sệt sệt. So I put a little cinnamon and confection sugar in here to make it more like give it a thickened consistency. Bao nhiêu bột này nè, chia ra với lại dâu với lại cái này thì làm bốn trái thôi, nên làm bốn trái thôi. Mèo chỉ cái kiểu chiên của Mèo đó thì là cũng dầm cái chuối ra luôn, rồi bột đổ vô trong bột luôn, chứ không có chiên nguyên cái giống như nhiều người á, họ để nguyên cái trái giống gì nè, rồi cái họ đè nó xuống. Mèo dầm nhỏ ra rồi chiên luôn. Cái clip này không phải là chia sẻ chiên chuối nha, mà là review chiên dâu nó ngon như thế nào. Thôi dầm nó trên đây luôn cho rồi đi, khỏi mất công lấy thêm một cái tô nữa, rồi mình phải rửa thêm một cái tô nữa. Dầm nó trên đây luôn. Đó, lấy cái nĩa dầm ra. So this is how I make my fried bananas. My way. I use a fork and I just smash them all out. I have four bananas, very ripe bananas here. This is how I like to fry my bananas. I don't like it the whole entire banana dip into the batter. I like to have little crushed pieces like this into my batter. Rồi đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình chia cái bột. Mèo sẽ chia một đổ một ít bột vào đây. Vào đây. Rồi bao nhiêu cái chuối này Mèo sẽ bỏ hết vào trong cái này. Lấy thêm quế nữa. Bột quế. Cinnamon. Rồi cái mình quậy nó lên cho nó đều. Dâu nè, không biết có ngon không, nhưng mà hình như nó ít bột quá. Một lát mình chiên dâu cuối cùng đi. Hình như là chắc
mình có nước dâu ở trong đây nè, nó làm nó bị mà lỏng ra quá rồi. Rồi cả nhà, phát giá một cái loại strawberry không á thì nó lỏng quá, cho nên nó là Mel nghĩ chiên á không có được ngon đâu. Cho nên bây giờ anh em lấy một chút xíu chuối, cái phần bột chuối đó, rồi xong mình trộn chút xíu cái dâu này nè vào trong đó, rồi cái mình chiên giống như chuối với dâu chung với nhau một ít, ăn coi nó có ngon không ha. So since this is me trying to make something not original, out of the ordinary, this strawberry in here seems to be kind of like too liquidy, so I'm just gonna mix a little strawberry into some of the banana fried up, see what it's like. So it's gonna be strawberry fried banana. Mình lấy một ít strawberry này, lấy hết đi. À ngu nhỉ, đúng là thiệt là làm rửa thêm cái chén nữa. Hồi nãy tiết kiệm cái tô để khỏi rửa, bây giờ thành ra rửa cũng phải rửa, lười cũng đúng là tính già ra non. Mình lấy cái này mình bỏ nó vô đây luôn, đằng nào cũng phải rửa thêm cái chén chứ. Rồi không biết nó ra cái giống quái gì đây, vậy đi ra quậy nó lên coi nó đặc không. Mong là ăn nó được, tại thấy nó cũng vẫn lỏng, thêm vô đây nữa. Bây giờ quậy nó lên, lần này chiên không khét đâu nha, cố canh lửa để không bị khét. Rồi bây giờ mình đem cái này qua cái chảo mình chiên nha. Và anh Hùng Trương ở Vlog đó, đừng có gọi là Mel khét nữa, ok? Cái này là Mel sẽ canh rất là kỹ, không có bị khét đâu. Kêu cái chết danh người ta luôn rồi. Cả nhà nghe cái gì không? Nghe cái nhạc, cái này là những cái karaoke ở trong cái kênh của Hà Sơn TH. Cả nhà ai mà thích hát karaoke thì vào cái kênh, trong đây có nhiều bài hát rất là hay. Thay vì mình hát cái kênh khác thôi, mình ủng hộ gia đình YouTube của mình ha. Bài này bài là gì cả nhà, nghe quen không? Nghèo đắp mộ cuộc tình. Nhưng mà anh Sơn, đắp mộ cuộc tình này là thun nam, không phải là thun nữ, phải công bằng nha. Mỗi khi bỏ cái gì vô là phải có thun nữ nữa, cho phải nữ cái giọng nữ hát nữa chứ. Rồi bây giờ mình để nhạc đây mình nghe, rồi mình đi chiên chuối. Cả nhà bây giờ Mel chiên chuối trước, rồi xong rồi mới bỏ cái dâu chiêu chuối chiên. Cái dâu nó màu đỏ đỏ đó, không biết nó có làm đổi cái thay đổi cái dầu của mình như thế nào không, thì cho nên bây giờ chiên chuối trước ha. Chiên xong rồi cho cả nhà coi. Trời ơi, khét nữa rồi. Mới bỏ vô mà sao nó khác, cái dầu lửa nó hơi cao hay sao nó chả biết. Bởi vậy mà anh Hùng Trương Vlog gọi mình là Mel khác là đúng rồi, cũng không có trách gì, phải chịu vậy thôi, không thể nào trốn tránh sự thật phải không cả nhà. Coi nè, cái đầu cái chiên đợt đầu lại bị cháy nữa rồi, đen thù lùi luôn.
Dương Villa. Chắc giờ anh cười đã hả? Cười bể bụng chưa? Mèo khét. Bây giờ mình ăn cái dâu với lại khí thử coi nó ngon không? Coi nó như thế nào? Được á. Mì chiên dâu có chung với nhau ăn ngon á. Nhưng mà có cái nó hơi bị xấu thôi, không biết sao nó dẹp lép, nó không có phồng lên. Nhưng mà ăn được.